Các bạn có tiền ở tài khoản trả sau, ở thẻ tín dụng, các bạn muốn rút về cái tài khoản ngân hàng để có tiền mặt tiêu xài, nhưng các bạn chưa biết phải làm thế nào. Các bạn cứ yên tâm, bởi vì trong video này Tâm sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn biết cách rút tiền từ những cái tài khoản trả sau, ví dụ như là ví Momo nè, ví Credivo nè, ví Zalopay nè, và tất cả những cái ví trả sau cũng như là thẻ tín dụng khác. Rút hết luôn, rất là đơn giản và dễ dàng. Ok, và bây giờ không nói dài dòng xàm xàm mất thời gian nữa, như các bạn biết cách thức rút tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tầm nhé. Nào, chúc chúc. Ok, và ở bước đầu tiên Thế Tầm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về từ cái ví trả sau Momo. Đó, ví dụ như khi các bạn mở ví trả sau Momo, các bạn sẽ nhận được cái số tiền 3 triệu đồng. Thì cái số tiền này nó sẽ không cho các bạn chuyển về cái tài khoản ngân hàng được. Bây giờ Thế Tâm sẽ hỗ trợ các bạn cái cách rút cái số tiền này về cái tài khoản ngân hàng bằng cách là Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn một cái mã QR giống y như thế này. Các bạn sẽ tải cái mã QR này về máy điện thoại của mình. Sau khi các bạn đã lưu cái mã QR rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở cái ứng dụng Momo lên. Các bạn sẽ nhấp vào chữ quét mã nè. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào chọn ảnh QR nè. Các bạn sẽ chọn bức ảnh QR mà các bạn đã lưu nè. Và sau đó các bạn sẽ nhập cái số tiền mà các bạn muốn rút về. Đó, ví dụ như các bạn muốn rút 1 triệu thì các bạn sẽ nhập vào 1 triệu. Xong các bạn sẽ nhấp vào thanh toán nè. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái nguồn tiền thanh toán là bên ví trả sau nè. Hiện tại có 3 triệu nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào xác nhận. Đó, như vậy là các bạn đã thanh toán thành công cái số tiền 1 triệu đồng. Các bạn sẽ chụp lại cái tấm hình này để gửi cho Thế Tâm. Xong rồi Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn, trừ đi phí 5%. Đó, ví dụ như các bạn rút 1 triệu thì phí 5% sẽ là 50.000. Rút 2 triệu thì phí sẽ là 100.000. Các bạn rút ở đâu cũng vậy thôi, người ta cũng sẽ áp dụng những cái cách như vậy. Nhưng mà quan trọng các bạn phải tìm cái người uy tín để các bạn rút. Thế Tâm sẽ để đường link fanpage dưới phần bình luận của video. Nếu như các bạn có nhu cầu rút tiền á, thì các bạn sẽ liên hệ vào cái fanpage này để Thế Tâm sẽ gửi cái mã QR cho các bạn. Thế Tâm đã hỗ trợ rút tiền ví trả sau cho rất là nhiều người rồi, cho nên các bạn cứ yên tâm, đảm bảo uy tín tuyệt đối. Mười đêm. Còn trên ví Credivo cũng vậy thôi. Ví dụ khi các bạn đăng ký, các bạn sẽ được cấp hạn mức là 1 triệu rưỡi đi. Và hiện tại cái số tiền này nó chưa hỗ trợ các bạn rút về cái tài khoản ngân hàng nha. Cái cách rút tiền về á, là Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn một cái đơn điện để các bạn thanh toán. Sau khi các bạn thanh toán, Thế Tâm sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cho các bạn, trừ đi phí 5%. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thanh toán đơn điện để bạn nào có nhu cầu rút tiền mặt về á, các bạn biết cách mà làm. Các bạn sẽ nhấp vào cái số tiền mình đang có nè, nó sẽ ra cái thông tin hạn mức nè. Các bạn lưu ý là ở cái phần hạn mức là 30 ngày, cái số tiền ở đây thì các bạn mới thanh toán tiền điện được nha. Còn cái số tiền nó nằm ở bên 3 tháng, 6 tháng hoặc là 9 tháng á, là các bạn sẽ không thanh toán tiền điện được, các bạn sẽ mua hàng với phí rất là cao. Đó, Thế Tâm sẽ hỗ trợ các bạn thanh toán tiền điện bên phần 30 ngày. Cách thức làm như sau. Ví dụ như các bạn muốn rút tiền về, Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn một cái đơn điện như thế này. Ví dụ cái đơn điện này có giá 1.415.000 thì các bạn sẽ copy cái mã đơn điện này, sao chép nè. Xong các bạn sẽ vào cái ứng dụng, các bạn tìm cái mục thanh toán hóa đơn nè. Đó, các bạn sẽ chọn là thanh toán điện nè. Đó, các bạn sẽ chọn nhà cung cấp. Ví dụ Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn đơn điện Hà Nội hoặc là điện Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn chỉ việc chọn. Đó, các bạn sẽ copy cái mã khách hàng vào đây, dán nè. Đó, yêu cầu hóa đơn. Thì ở trên ứng dụng này khi các bạn giao dịch, nó tính phí các bạn là 1% nè. Các bạn thấy không, thanh toán 1.415.000 thì các bạn sẽ bị trừ phí là 14.155 đồng. Rồi bây giờ ok thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào đây. Rồi xong các bạn nhấp vào thanh toán. Đó, như vậy là các bạn đã thanh toán đơn điện thành công. Các bạn có thể nhấp vào xem nè. Sau khi các bạn thanh toán xong rồi, các bạn sẽ chụp hình lại cái lịch sử và các bạn gửi cho Thế Tâm. Và Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn. Còn nếu như các bạn không thể chụp hình trên cái ứng dụng á, thì các bạn có thể vào hộp thư Gmail. Các bạn vào cái Gmail mình đã đăng ký nè. Các bạn sẽ nhìn thấy được cái biên nhận giao dịch nè. Các bạn sẽ chụp hình lại cái biên nhận này, tên nè, số tiền nè, cũng như là cái mã đơn điện nè. Ví dụ như các bạn thanh toán cái đơn điện 1 triệu, trừ phí 5%, các bạn sẽ nhận lại là 950.000. Còn ở trên ví Zalopay thì các bạn sẽ có 3 cách để rút tiền về. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ thanh toán tiền điện. Ví dụ như các bạn có nhu cầu rút tiền mặt về xài, các bạn sẽ liên hệ vào fanpage của Thế Tâm. Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn một cái đơn điện giống như thế này, với cái giá tiền nó sẽ gần sát với cái số tiền mà các bạn cần rút. Ví dụ như 888.000 đi, thì các bạn sẽ copy cái đơn điện này. Sau đó các bạn sẽ vào cái tài khoản trả sau, các bạn sẽ kéo xuống. Đó, các bạn sẽ nhấp vào hóa đơn điện nè. Rồi các bạn sẽ copy cái mã khách hàng vào đây, bạn nhấp vào tiếp tục. Tiếp theo các bạn lưu ý nhấp vào đây để chọn cái tài khoản trả sau nha. Rồi xong các bạn nhấp vào xác nhận giao dịch. Như vậy là các bạn đã thanh toán thành công. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào chi tiết giao dịch nè. Đó, các bạn sẽ chụp lại cái tấm hình này để gửi cho Thế Tâm. Xong rồi Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn, trừ đi phí 5%.
Nhưng mà ở trên Zalo Pay này một tháng nó chỉ cho các bạn thanh toán một đơn điện thôi. Cho nên nếu như các bạn đã làm đơn điện rồi mà các bạn muốn rút tiền nữa thì các bạn sẽ gửi mã QR cho Thế Tâm. Cái cách thức làm như sau: các bạn vào cái tài khoản Zalo Pay, các bạn sẽ nhấp vào cái giao diện ở giữa nè. Đó thì nó sẽ ra cái mã thanh toán nè. Các bạn nhấp vào đây để chọn cái tài khoản trả sau. Xong các bạn sẽ chụp lại cái tấm hình này để gửi cho Thế Tâm. Thế Tâm sẽ quét cái mã này thanh toán đúng cái số tiền mà các bạn cần rút. Sau khi thanh toán xong rồi, các bạn sẽ vào cái phần lịch sử nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần thanh toán lúc nãy nè. Các bạn sẽ chụp lại cái tấm hình này để gửi cho Thế Tâm. Xong rồi Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn. Với cái cách thanh toán này thì phí tới 6% nha. Đó, nếu các bạn thanh toán đơn điện thì 5%. Còn cái cách thứ ba là các bạn sẽ mua hàng. Ví dụ như Thế Tâm sẽ gửi cho các bạn một cái thông tin đơn hàng nào đó. Các bạn sẽ mua đúng cái đơn hàng đó, giao về đúng cái địa chỉ đó. Sau khi các bạn đặt hàng xong thì tầm 15 phút Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn. Với cái cách mua hàng này thì phí rút sẽ là 6%. Thì tương tự như vậy đối với những ví trả sau hoặc là những thẻ tín dụng khác, khi các bạn có nhu cầu muốn rút tiền, Thế Tâm sẽ gửi đơn điện cho các bạn thanh toán, xong rồi Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn. Còn nếu như trên ứng dụng không có thanh toán tiền điện được á, thì các bạn sẽ mua hàng. Đó, Thế Tâm sẽ gửi thông tin đơn hàng cho các bạn mua, xong rồi Thế Tâm sẽ chuyển tiền lại cho các bạn. Thì phí rút sẽ tùy mỗi loại ví và tùy theo mỗi loại thẻ tín dụng khác nhau. Thế Tâm sẽ để đường link fanpage dưới phần bình luận của video. Nếu như các bạn có tiền ở ví trả sau hoặc là thẻ tín dụng các bạn có nhu cầu muốn rút, thì các bạn sẽ liên hệ vào cái fanpage đó để Thế Tâm hỗ trợ các bạn nhé. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh, đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.